À, chào mừng các bạn đến với kênh Tuyên Nghề. À, hôm nay mình có một cái bài muốn chia sẻ cho các bạn, cũng như là cũng muốn đấu nối thực tế cho một cái đề bài mà vừa rồi trong thời gian mấy ngày qua mình có theo dõi một cái bài đó của bạn Hồ Ngọc Cường của nhóm Hiệp hội Kỹ sư Cơ điện. Thì bạn ấy có đăng lên một cái sơ đồ để nói chung là một cái mạch để điều khiển, dùng một cái timer để điều khiển cho con động cơ chạy sau thời gian chỉnh định thì mạch tự động nó ngưng luôn, nó nghỉ luôn. Thì cái mạch này mình thấy nó cũng giống như tương tự như cái mạch máy may tự động của mình đã hướng dẫn trên kênh YouTube Tư Nghề, ứng dụng trong các ngành may bao, trong ngành lương thực cũng như là các may bao trong các ngành nông sản khác, mà nó sẽ tự động là nó thông qua một cái con cảm biến hoặc là một cái con công tắc hành trình. Khi mà cái bao nó chạy ngang cái băng tải đá công tắc hành trình đó thì máy may mạch nó sẽ tự động nó kích máy may ngoài cho nguyên hết cái đường bao, mình sẽ can trong vòng bao nhiêu giây nó sẽ hết cái bao đó, thì mình sẽ ăn thua mình chỉnh cái timer, thì sẽ nếu mà xong xong cái giai đoạn đó thì tự động mạch nó sẽ ngưng, và đến thì cái bao tiếp theo nó sẽ đi chạy ngang nữa, nó đá công tắc hành trình nữa thì cái máy may bắt đầu tiếp tục may nữa. Thì cái mạch của cái bạn Hồ Ngọc Cường của kênh Hiệp hội Kỹ sư Cơ điện nó cũng ná tương tự như vậy, nhưng mà bạn ấy không ứng dụng trong cái mạch máy may mà bạn ấy dùng trong một cái mạch khác mà trong công việc của bạn ấy cần làm tới. Và vừa rồi bạn ấy có đăng lên một cái sơ đồ bản vẽ lên, bạn ấy có hỏi mọi người là như vậy có ok không, có được chưa. Thì mình cũng mình thì không có nằm trong cái nhóm Hiệp hội Kỹ sư Cơ điện đó, cho nên mình cũng không có để được lời bình luận comment, mình chỉ việc được thích thôi, chứ còn bình luận thì mình không, tại do mình không phải là thành viên trong cái hiệp hội đó cho nên mình không có bình luận được. Và mình có nhìn theo sơ đồ và mình thấy là nó cũng là đơn giản và nó nó cũng vấp phải sự trái chiều. Có bạn nói là mạch ok, có bạn nói là mạch là tuy là trên thực tế mình thấy nó là ok, nhưng mà khi mà lắp mạch thì nó không hoàn thiện, không phải là không ok, chạy không được. Tức là bạn ấy nói là mạch nó sẽ không ngưng. Thì hôm nay để thực hành thực tế và cách đấu nối như vậy, mình sẽ xem thực hành cho bạn xem cái mạch nó hoạt động nó hiệu quả không, nó có ok không. Thì để chứng minh được điều đó thì mình chỉ còn cách là để mình nói không, thì nói ai nói cũng được hết, ai nói cũng được, cũng nói thì vấn đề dĩ nhiên là một vấn đề nào đưa ra thì nó cũng phải có hai luồng ý kiến, một là đồng thuận, hai là nó đối lập, nó sẽ có vấn đề đó. Để chứng minh được là cái mạch nó ok đúng thì không còn cách nào khác là ngoài mình sẽ thực hành đấu nối cho nó chạy, thì cho các bạn xem thì các bạn mới thuyết phục được, nó có tính thuyết phục hơn. Còn mà nói chuyện với nhau thì tranh cãi ngày qua ngày, này qua nọ mà không ai chịu làm hết. Mà mình thấy cái mạch này rất là đơn giản, không có gì mà khó, dân chỉ dùng một cái khởi động từ nè, một cái timer, một nút nhấn on, một nút nhấn off, đó là cái mạch người ta đã hoàn làm được. Và mình sẽ nhắc lại là cái mạch đề bài này là yêu cầu điều khiển một con động cơ không bộ ba pha thông qua cái bộ khởi động từ để chạy một thời gian rồi sẽ ngưng, tự động nó sẽ ngưng. Tức là khi mình nhấn on cái, mình buông tay ra thì cái động cơ nó tác động với khởi động từ, nó hút có điện, nó cái động cơ nó sẽ hoạt động. Nó hoạt động xong sau thời gian mình chỉnh định trong vòng bao nhiêu giây phút gì đó thì tùy theo cái timer mình thôi, thì nó sẽ tự động nó ngắt ra và nó ngưng hoạt động, ngưng làm việc. Đó, thì để chứng minh vậy mình có vẽ ra một cái sơ đồ cũng giống như của các bạn bạn Nhật Cường này. Của bạn Hồ Ngọc Cường này, bạn ấy có táp cái tên mình vào đó, nhưng mà mình không được quyền bình luận tại vì nó không cho phép, cái Facebook nó không cho mình bình luận, cho nên là mình còn cách mình sẽ làm clip để cho các bạn tham khảo, chứ không phải là làm để chứng minh là ta đây là tài giỏi. Và điều mình nhấn mạnh nữa, những cái clip mình làm ra không phải là chứng minh mình là người tài giỏi, cái gì mình cũng biết, nhưng mà để cho các bạn tham khảo trong khả năng mình, cái mạch này mình biết được mình sẽ làm cho bạn xem, chứ không phải là chứng minh là ta là thiên tài, ta là cái gì cũng biết ha. Có nhiều cái mình cũng không biết đâu, nên cái gì mình biết được thì mình sẽ làm. Mong các bạn cũng đừng có nghĩ xấu về mình vấn đề đó ha. Thì
mình sẽ cho bạn xem cái hình thức sơ đồ của ta. Đó. Thì như bạn thấy cái mạch của chúng ta chỉ đơn giản gọn gọn, chỉ có một cái khởi động từ, một gờ lê nhiệt để nó bảo vệ cho động cơ, và dùng cái mạch nhờ công tắc tơ để tác động tới cấp nguồn cho động cơ. Đó, cái nhất, cái thứ hai là một cái con timer và nút nhấn on, nút nhấn off để dành tắt mở thôi. Đó. Thì đây là cái sơ đồ mình đã phát thảo của bạn Hồ Ngọc Cường, Iran, 100% không có gì là thiếu sót. Đó, mình đã 100%, thấy không? Thì cái mạch này, cái nguyên lý như mình đã nói đó, khi mà nhấn nút on xuống thì cái khởi động từ cụm ca này nó hút xuống, đồng thời là nó có tiếp điểm duy trì của cụm ca nè, nên nó giữ điện. Khi mình buông tay ra thì cái chỗ này thường mở thì chỗ này nó đã thường đóng rồi, tại vì khởi nó hút xuống thì thường mở trở thành thường đóng, thì nó dẫn cấp điện qua hàng chân 8 năm của timer rồi nó chạy về đây, cái khởi nó vẫn còn hút đó. Sau đồng thời chỗ này nó cấp nguồn cho timer đếm thời gian, sau thời gian chỉnh định giả sử như là 5 giây thì cái mạch của chúng ta chỗ timer này nó sẽ hở ra, nó sẽ chuyển qua 86 thì chỗ này nó hở ra. Thì chỗ này hở ra, chỗ này là cái nơi mà để nó dẫn điện duy trì cho cái khởi ca, nó duy trì nó hút, thì nó hở ra nó sẽ mất điện chỗ này. Mất điện cái sau tiếp điểm số 5 này nó sẽ mất điện, cụm ca nó sẽ hở lên, cụm ca nó sẽ không có điện, nó hở lên. Thì có một số bạn bình luận là cái điện nó sẽ nhanh lắm, tức là ý các bạn ấy nói á, tức là khi mà 8 năm nó sẽ hở ra, đồng ý là mất điện đó, nhưng mà vừa hở ra nó mất điện rồi nó nhảy qua 86 là nó nhảy về 8 năm lại liền, thì cái mạch này nó vẫn còn hút chứ nó không có nhả ra. Đó, ý các bạn là nói là như vậy, tức là ý các bạn nói là cái dòng điện nó sẽ rất là nhanh, tức là mình hiểu là cái sơ đồ mà theo mình nói trên lý thuyết, mình nhìn sơ đồ này mình nói á, thì khi mà nó chuyển sang thời gian 86 á, chuyển sang 8 năm mở ra tới 86 đóng lại á, thì thời gian nó tích tắc lắm, nó nhanh lắm, thì cho nên nó vừa mất nguồn cái là 8 năm này nó đóng lại nữa rồi. Tại vì trong cái con timer thời gian này nè, con timer thời gian khi mà mình chưa cấp nguồn cho nó thì 8 năm lúc nào nó cũng đóng, nó cũng thông. Nhưng mà khi mà cấp nguồn rồi và sau nó đếm thời gian chỉnh định thì 8 năm nó mới mở ra. Tức là ý mình nói là ở trạng thái ban đầu chưa có gì hết, chưa có điện, chưa có tác dụng thời gian hết thì 8 năm nó vẫn còn đóng. Nó vẫn đóng. Đó, bởi vì các bạn ấy nói là vừa chuyển sang 86 nó vừa hở ra là nó mất điện rồi nó nhảy sang 8 năm liền, thì cái khởi động từ chúng ta nó vẫn còn hút. Thì mình xin thưa với các bạn biết rằng là các bạn nói là khi mà 86 hở ra thì 8 năm nó mất điện, thì 8 năm trở về 8 năm lại thì cái khẩu ca này vẫn hút. Nhưng mà các bạn quên rằng khi mà nó chuyển qua 86 thì chỗ này nó hở mạch, cái khở này nó nhảy lên liền rồi. Nhảy lên liền thì cái chỗ cái thường mở này nó hở mạch rồi, nó không còn điện để cấp cho này. Cho dù cái thằng này nó chuyển về 8 năm đi nữa thì trước của nó đã thường mở, nó đã mở rồi, nó không còn điện để cấp qua đây nữa. Các bạn phải hiểu vấn đề ở đó là chỗ đó. Đồng ý với các bạn là khi mà nó chuyển sang 86 là nó mất nguồn, thì cái khởi này nó nhảy lên rồi, trong thời gian tích tắc thôi, nó nhanh lắm, tốc độ nhanh lắm, thì nó chuyển lại 8 năm lại, thì đồng ý là nó chuyển lại 8 năm lại đó. Thì lúc này cái thường mở của cụm ca này nó đã mở rồi, tại vì cái khởi này nó nhảy lên rồi, nó nhảy lên nó không có điện để nó ngậm này nữa, cho nên thì cho dù thằng này nó trở về 8 năm nó đóng đi nữa đi, thì thằng này nó đã hở rồi thì đâu có điện để cấp vào cho nó để duy trì cho cụm ca. Cho nên là mình đọc comment nhiều bạn cũng toàn là nói không à, nói này nọ, nói giải thích đồ giống như là mình hiểu biết hoặc là mình đã làm rồi hay gì. Tôi tưởng đâu, thật sự lúc đầu tôi cũng chưa có thể xác minh được là cái mạch này nói gì không, tại vì các bạn nói cũng có lý đó. Thì mình đã có về mình lấy đồ mình làm ra, mình lắp thử thì ok, mình thấy trên chảnh các bạn ấy nói không tin lấy đồ lắp ra thử đi nó sẽ làm sao là y gan vậy. Mình tưởng đâu là các bạn ấy đã lắp rồi, đã chạy như vậy rồi, đã biết rồi, thì mình tôn trọng mình ý kiến đó. Ai về đâu lấy ra lắp thì nó chạy hoạt động bình thường, tức là bấm on cái buông ra thì chạy, sau thời gian mở ra nó sẽ mất điện nhảy khởi lên chứ nó không có mà làm việc nữa, không có hút khởi, luôn luôn hút khởi. Các bạn ấy nói cái mạch này luôn luôn nhắn sau thời gian thì khởi vẫn còn hút bình thường, cho dù chuyển qua 86 cũng hút bình thường, không đúng. Cho nên là qua cái clip này mình sẽ chứng minh cho bạn xem, mình sẽ trực tiếp mình lắp cho bạn xem luôn nè ha. Rồi đầu tiên mình sẽ
cho tiếp điểm lửa đi vào nút off và qua on ha. Đây mình có hai nút nhấn, màu đỏ là nút off còn màu xanh nút on, thì mình sẽ cho lửa, đầu lửa vào một cái bên tiếp điểm NC của nút off nguồn đó. Nguồn ra đây ha, cho vào tiếp điểm NC của nút off. Này là nút off ha. Đây nút off, đây nút on. Đó. Rồi, bên kia mình qua on. Đồng thời nó có một chân duy trì. Đồng thời nó có một chân duy trì về cho cái thường mở K ha. Thấy không? Đầu tiên là lửa qua một chân NC của nút ốp, rồi chân bên kia NC nút ốp mình sẽ đấu qua NO của nút on và thường mở. Rồi từ cái chỗ mà giao nhau giữa ốp và on á, mình sẽ lấy ra một chân để mình vào cái thường mở K theo cái sơ đồ này. Các bạn thấy không? Là lửa vô nút ốp nè, bên đây ốp và on, rồi từ chỗ mà ốp dưới on á, mình sẽ vô thường mở của cùng K. Đó, thì cái cọng dây xanh này là mình sẽ vào thường mở con K, mình sẽ đấu cho mình xem. Đó, thường mở con K. Thì đối với khởi LS á, khởi máy bình hông nè, thì cái tiếp điểm ở dưới này là thường mở, ở trên là thường đóng. Đó, thấy không? Là khởi này là ở dưới là tiếp điểm thường mở, còn ở trên là tiếp điểm thường đóng. Đó. Rồi. Rồi, phía sau nút nhấn on này mình sẽ đi vào đầu A2 của cùng K. Thấy không? Phía sau nút nhấn on nè. Vào A2 cùng K. Phía sau nút nhấn on nè ha, là bên đây nè, đi vào K. Còn này thì mình đấu về bóng đèn, đèn trạng thái làm việc thôi, đấu về đèn, thấy không? À, khi mà khởi hút thì đèn nó sáng, mình biết là nó có nguồn làm việc. Đó. Rồi đấu về một đầu A2 của khởi nè, đấu về đây. Đấu về vậy, thấy không? Rồi tiếp theo là phía sau của thường mở nè, phía hồi nãy mình đã vào một đầu của thường mở ra đó. Rồi phía sau này mình sẽ qua chân số 8, qua chân số 8 của đáy tham mơ, đồng thời từ chỗ này mình sẽ đi vào chân số 7 nguồn của tham mơ luôn, là đấu cặp bên ha. Thì đây cái tham mơ nó có số nha, đó thì từ phía sau thường mở này phía sau thường mở mình sẽ đấu vào chân số 8, và từ số 8 đó mình đấu vào nguồn số 7 của tham mơ luôn.
Đó, bạn thấy không? Bây giờ chữ số 8, số 7 thơm mơ. Đó. Đây. Phía sau thường mở nè, đi chữ số 8, đồng thời đi về chữ số 7 của thơm mơ. Đó. Rồi, kế tiếp điểm số 5. Số 5 đấy thơm mơ mình sẽ đi về đầu A2 của cụm K luôn, đầu hồi nãy ha. Đầu mà nhìn hồi nãy A2 cụm K nè, số 5. Nối số 5 đây. Số 5. Đi về đầu hồi nãy nó nè ha, đi về đây. Số 5 đi về đây, thấy không? Rồi. Xong, rồi còn những cái chân số 2 và chân A1 của cơ khởi thì mình sẽ đấu về chân 95 của gờ le nhiệt. Ha, gờ le nhiệt 96 mình ra nguội. 96 97 cầu lại nha, 98 thì ra đem đèn sự cố. Đèn báo sự cố của nút nhấn ốp á ha. Đó, nhìn nhắn này lại. Rồi, nguội mình sẽ cho vào 96. Lăm này mình tiếp điểm 95 gờ le nhiệt mình sẽ cho vào cuộn A1, cuộn coil của khởi động từ là ở đây, không, cuộn coil nó ở đây là chân còn lại. Sẽ đấu về đây. Từ chỗ này chúng ta sẽ cấp nguồn cho cái thăm mơ luôn. Để khi mà cái khởi nó sự cố nó nhảy đuôi lên thì nó cũng không cấp nguội cho thăm mơ luôn. Ha. Ngắt luôn. Chân số 2 của thăm mơ ha. Đấy, đây chân số 2 của thăm mơ. Rồi. Chín sáu chín bảy mình cầu lại, có nhiều bạn hỏi tại sao mình phải cầu 96 97 lại, thì tại vì mình lấy nguội, mình đưa nguội vào đâu thì tại hang này là thường mở hết, mình phải cầu lại để mình lấy tín hiệu mát nguội về mới được, mình phải cầu lại mới có mát được. Mình mới cầu lại, mình mới lấy mát từ đây nè, mới lấy nguội về đây, khi mà nó sự cố thì 97 98 nó thông mạch nhau thì nó mới mới liền mát, mới liền nguội để về cho bóng đèn để nó sáng lên mình biết là nó bị sự cố. Thấy không? Dùng một 98 mình sẽ cho về bóng đèn sự cố, đèn báo sự cố. Nút nhấn. Nhờ đèn của nhấn up ha. Mình sẽ lấy nguội cho bóng đèn on.
cửa chỗ lửa của bóng đèn báo sự cố ốp thì mình nấu trước khi vào nút bếp, lấy lửa trước trước khi lửa cấp vào á. Trước khi lửa cấp vào là ở đây nè ha. Đây sơ đồ của mình nè ha. Đó, phía trước khi mà vào bóng đèn báo sự cố á, là mình câu câu trước cái nguồn lửa vào á, là đây. Nó còn đèn báo trạng thái làm việc thì nó cứ đấu song song với cụm ca là được ha. Đèn báo trạng thái nè. Bây giờ mình sẽ thử điện ha. Khi mình nhấn on thì cụm ca hút, sau thời gian mình chỉnh timer ở đây 5 giây thì timer sẽ nhả ra và mạch trở lại trạng thái ban đầu, và muốn làm việc tiếp thì mình sẽ nhấn on nữa. Đó. Thì mình sẽ cấp điện vào chỗ bằng xem. Rồi, mình ghim điện vào ha. Ở đây timer là mình chỉnh sẵn 5 giây ha. 5 giây. Mình chim lên cho bạn dễ thấy. Sáng đèn. Rồi giờ mình nhắn ha. Nhắn on nè, nhắn nè. Đó, khởi nó hút. Khởi nó hút đồng thời là mờ sáng ha, điểm dây ha, đó, sau 5 giây thì nó sẽ tắt. Giờ mình chỉnh 5 giây nó nhanh quá. Chỉnh cho 10 giây đi cho bạn dễ theo dõi ha. Chỉnh 10 giây cho lâu lâu chút cho bạn dễ dễ xem. Đây thì mình chiếm này lên luôn. Bạn dễ thấy. Đó. Thấy khởi nó hút ha, nè, nhắn on nè. Đó, khởi hút ha, đèn xanh nó đèn báo trạng thái nó làm việc nó sáng ha. Điểm sau đếm 10 giây, sau 10 giây thì mạch nó tự động nó ngưng luôn, đó, thấy không? Nó tắt chứ mình đâu có tác động gì đâu. Đó, để các bạn nói không đúng là không phải. Thấy không? Chỉnh lại nè. Đó. Nhấn liên tục luôn nó không có lỗi gì hết. Thấy không? Không có bị nhấp nhả hay là bị ăn hay là bị trả điện gì hết, không còn gì cũng như đó. Thấy không? Đó, sau 10 giây chỉnh định tắt luôn. Rồi đây là nè, mình cho chạy, giờ mình cho sự cố nè. Đó, sự cố thì đèn đỏ nó sáng lên, mạch người ta ngưng hoạt động, không có nguồn cấp cho timer, cũng không có nguội cấp cho khởi động từ. Đó, thì nó mạch nó ngưng hoạt động. Giờ người ta sẽ reset lại. Reset lại thì em tắt đèn đỏ, rồi chúng ta nhấn cho chạy tiếp. Đó, thì ok. Đó, thì bạn thấy mạch nó ngon lành thấy không? Chứ đâu phải như bạn nói mà nó mở ra liền rồi nó đóng lại đâu. Tại khi mà nó nhảy lên là cái thường mở chỗ này nè, nó đã hở ra rồi, nó không có điện cấp vào đó duy trì thì đâu có điện để xài sử dụng được. Đó, thấy không? Các bạn thấy không? Nè, nhấn cái nữa nè. Cho bạn xem. Thì đây là một cái cách để chứng minh nó hiệu quả, để khỏi có nói dòng nó do gì trơn, khỏi có bị nó qua nó lại mất công các bạn tùm lum hồi cái quạo nhau cái nói nhau khó nghe nữa. Cho nên là mình làm cái này cho bạn xem nó thực tế là như thế nào, là như vậy, thấy không? Đó. Thì hy vọng rằng cái mạch này cũng là một cái câu trả lời để cho các bạn khỏi có phải có luồng ý kiến trái chiều với nhau nữa, để cho chúng ta thống nhất là nó ok, nó hoạt động được, để chứng minh cho bạn là như vậy. Thì mình góp một phần cái công sức nhỏ đó để mình nghỉ 2 tiếng trưa để mình lắp cho bạn xem, thì trong cái mạch này khả năng mình làm được cho nên mình mới ngồi mình lắp. Chứ còn những cái đối đầu những cái mạch khác cao siêu hơn nữa thì coi như mình bó tay, thì cái nào mình không biết thì mình không làm, mà còn nào mình biết thì mình mới chắc ăn làm. Và mình làm thì không phải để chứng minh mình là giỏi tài gì, để tại vì cái này trong khả năng mình biết, và các bạn bình luận cái ý kiến nó trái chiều quá mà mình thấy nó được chứ không phải là nó không được, mà các bạn nói
trái chiều quá, thì cho nên mình bằng cách mình chứng minh cho bạn xem. Nếu bạn thấy clip mình hay, có thể cái mạch này có thể ứng dụng trong cái công việc các bạn làm cũng như trong sinh hoạt, thì các bạn cứ sử dụng cái mạch này đấu nói rất là dễ dàng, mình đấu nói chi tiết cho bạn xem nó rất là dễ chứ không phải khó. Thậm chí cái những người bạn nào mà không học bên điện mà muốn tìm hiểu thì cũng có thể lắp được. Nếu các bạn thấy cái clip hay thì các bạn nhớ cho một like, share và chia sẻ với mình, để mình có cái động lực để mình sẽ có những clip nào nữa mình sẽ giới thiệu cho bạn, và đấu nói thực hành thực tế cho bạn xem cách đấu nói. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những clip sau. Xin thân ái.